Vai trò của trưởng ban trọng tài trong giải đấu này gồm có những mục tiêu sau. Thứ nhất là sẽ set up toàn bộ cái sân thi đấu theo tiêu chuẩn của quốc gia. Cái phần thứ hai nữa, chúng tôi sẽ là marking toàn bộ là cái sân, kiểu những cái phần nào là khu vực phạt hay là những phần nào liên quan đến dễ bị mất bóng hay là khu vực thả bóng. Và một phần tiếp theo nữa là chúng tôi sẽ chọn những cái vị trí cờ. Ngoài ra thì giải vô địch quốc gia này vừa có cả nam và cả nữ, cho nên chúng tôi cũng sẽ set up những cái thi đấu cho cả nam và nữ riêng biệt, và sau đó thì chúng tôi sẽ có những cái luật địa phương để bổ sung cho người chơi, để người ta có thể là dựa vào những luật địa phương có thể có những chiến thuật và những cái game cho cái trận thi đấu của họ. Cái hội đồng trọng tài cũng có những cái hoạt động, là thứ nhất là về đào tạo về luật, thứ hai nữa là có những học viên của hội đồng trọng tài khi mà tham gia những khóa học level 2 thì họ cũng có cái điều kiện là tham dự những cái giải như thế này để là học hỏi và coi như là training về cái công tác trọng tài. Thì đó là một số hoạt động trong trong giải. Thì nhiệm vụ của người trọng tài khi mà đi làm trên sân á, thì cũng sẽ hỗ trợ các bạn này, và là những cái trọng tài thực tập sẽ hỗ trợ cho họ biết là khi ở một giải đấu với cái tầm thế như là quốc gia thì họ sẽ làm công việc gì, công việc đó sẽ như thế nào, thì qua những cái giải này họ sẽ được học những cái kỹ năng đó. Trưởng ban trọng tài thì nếu một người mà chưa làm về luật á, thì sẽ rất là khó, nhưng mà đã có người làm rồi á, thì công tác cũng không đến nỗi nào là khó. Tuy nhiên đối với giải quốc gia và có những cái gọi là những cái người chơi ở những quốc gia khác, trên chủ như nước như Thái Lan, Malaysia, Myanmar họ tham dự, thì công tác trọng tài phải là đảm bảo với phần là ngoại ngữ và tất cả những cái phần thông tin phải có bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt cho tất cả mọi người, để họ có thể được nắm được thông tin một cách là cập nhật nhất. Những cái giải trước cũng có làm một số cái giải trưởng ban trọng tài giải rồi, cũng một vài cái giải ngắn vừa rồi cũng làm một cái trưởng ban trọng tài giải cho các câu lạc bộ miền Trung, mà ở cái giải quốc gia này đây là lần đầu tiên tôi làm một cái giải về giải vô địch quốc gia với tư cách là trưởng ban trọng tài. Có những cái khó khăn, những cái nhưng mà được sự hỗ trợ của giám đốc giải như là Vũ Nguyên hay là các anh em trọng tài khác, là chủ tịch hội đồng trọng tài là Thường Khang hay là anh Vũ Quân hay là anh Phan Ngọc Tâm, thì cung cấp những thông tin cho tôi để tôi có thể là hỗ trợ tôi trong công việc, là tôi có thể làm tốt cái vai trò của mình. Chính thức là tôi làm từ 2015. Thì đối với lại cái giải vô địch quốc gia đây cũng là một cơ duyên, là hầu như từ 2015 đến giờ thì tôi chưa bao giờ nhỡ một cái giải vô địch quốc gia nào, và cho tới thì hiện tại hình như là cũng có một số trọng tài đi cũng được 4 5 lần nhưng mà sau đó người ta bỏ cuộc, mà đối với tôi thì tôi vẫn còn tiếp tục. Công việc này thì không những đòi hỏi là người chơi phải người tham gia tới cái trọng tài, ngoài cái niềm đam mê về luật thì họ phải bỏ rất nhiều thời gian, ngoài cái việc là phải cũng phải là cập nhật cái kiến thức luật, thì cái niềm đam mê và để tham dự nó, để là được tham dự nó đã là một niềm vui rồi, thì nếu là tham dự được tham dự, còn nếu không có thời gian thì có thể không tham dự được, chứ còn để từ bỏ thì chắc là phải một cái dịp nào mà có những công việc khác bận mình không tham dự được thì mình có thể nói là mình không tham gia được, chứ còn từ bỏ rất khó khi đã bước vào cái lĩnh vực này rồi.